Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình đi đội bô cho em trai, con một chủ đại gia. Đây anh em nhìn là tòa biệt phủ được kinh nghiệm. Hai con ngựa hai bên. Chất chơi ngựa rơi. Kinh khủng. Nhà này xây chắc phải mấy chục tỷ anh em ạ. Rất hoành tráng luôn. Anh em mình sẽ đi vào đây một chút anh em xem nhé, nhìn hoa văn chi tiết, cửa gỗ các kiểu. Đây anh em nhìn ui, bên trong ui vãi. Kinh khủng. Ui. Anh em nhìn chất không? Quá chất luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt trong cái clip này mà mình muốn nói với anh em ấy, không phải là vì cái nhà này nó khủng như thế nào, không phải là nhà này nó chất như thế nào, nó đắt như thế nào, mà điều quan trọng nhất là thằng cu em nó độ bô của mình ấy. Đầu tiên mình tưởng nó làm công nhân cho cái nhà xưởng ở dưới kia, nhưng thực ra nói chuyện thì mới biết là nó là con của ông chủ cái nhà này. Thật sự ra là mình hơi bất ngờ một chút vì về cái ngoại hình của em nó, về cái ngoại hình, không nói về ngoại hình về xấu mà cái bề ngoài ấy, thì nó rất bình thường như một cô em công nhân hay là một nhà rất bình thường mà thôi. Nhưng mà thực tế ra thì nhà rất khủng, rất bề thế anh em nhé. Và em trai đó độ xe gì thì chắc là tiêu đề anh em cũng đã biết rồi. Anh em xem tiêu đề anh em biết rồi. Đó là một chiếc Jupiter mà thời ngày xưa mà chia sẻ của em nó là bố em nó là 2 năm rồi mới mua được chiếc xe Jupiter đấy. Rất kinh khủng. Và chiếc Jupiter đấy để lại cho em nó và em nó độ bô. Tất nhiên anh em mình đăng ảnh lên thì anh có anh em có thể vào cười chê đi Jupiter độ bô này lọ này kia. Nhưng không phải đâu em ạ. Anh em đừng có nhìn bề ngoài, đừng có nhìn người ta đi xe gì mà đánh giá cái bên trong anh em nhé. Nó không hẳn là đúng. Mình cũng không nói là không hẳn là sai. Có thể cái bề ngoài nó sẽ quyết định 80% hoặc 70% về cái con người, về cái người ta có như thế nào. Thì đa số tất cả anh em có điều kiện thì nó đều bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng có những người, người ta lại tiềm ẩn bên trong, người ta lại không thích thể hiện, người ta lại rất đơn giản thôi đó. Nhưng mà mình thì ra ngoài xã hội, mình ra ngoài xã hội rất nhiều rồi, gặp rất nhiều vị khách không phải là nhìn quá hoành tráng đâu, nhưng mà thực ra bên trong người ta rất kinh khủng, rất khủng khiếp luôn đó. Nên là anh em ra ngoài xã hội, anh em nhìn đánh giá một con người không nên đánh giá qua cả vẻ bề ngoài. Như nhìn mình đây, anh em biết là nhìn mình có thể đeo dây vàng, đồng hồ to cao, tóc tai này nọ này kia, nhìn có vẻ rất xã hội, nhưng thực tế ra mình là một thằng rất hiền lành. Thật sự anh em thấy mình là thằng rất hiền lành. Đeo cái vòng hay đeo cái nhẫn hay là đeo cái đồng hồ hay là thế nọ thế kia, chỉ là cái vấn đề theo cái cá nhân mình, nó chỉ là vấn đề về trang sức thôi. Mình thích đeo thì ngày xưa mình không có một cái gì, mình nghèo, mình cũng mua một cái dây chuyền để mình đeo đó. Anh em nhìn quá chất trên tầng nữa thì mình không tiện lên. Bây giờ anh em sẽ ra xem độ bô của Jupiter nhé. Đây anh em mình đang độ bô đây. Đây là công ty em nhé. Đây công ty sản xuất cái gì mình không biết đâu. Xong chưa em ơi? Xong chưa? Đây con Jupiter huyền thoại em nhé. Con này ngày xưa hơi bị nhiều tiền mới mua được đấy. Nó còn giá trị hơn Exciter mà cả mấy cái con xe tầm 6-70 triệu bây giờ rất nhiều luôn. Mình đang làm cổ bầu anh em ạ. Bầu cho con Jupiter này. Xong cái bộ Akamovic tem color laser. Rất gì và lầy lọ nhỉ ạ, nghe hay lắm, siêu ấm luôn. Được không em? Được em.
em gai cho anh một tí nữa. Em nhìn con nhà đại gia và giản dị không? Siêu giản dị luôn. Đây, của em. Hai anh em ngoan, rất ngoan luôn. Là ngoan. Hai anh em. Xem cái thuốc bầu đây em ạ, đây là bầu. Con này trông là gì đâu.